trong cái nghề nightlife này thì là rất là lâu rồi, nhưng mà mình... trước khi làm DJ là chị đã tham gia vào nghệ thuật rồi. Tới trước làm là dancer. Cơ duyên là mình có quen ông xã, thì là ông xã làm DJ và hướng mình thêm là DJ. Mình làm DJ được đến nay là 13 năm rồi. 13 năm rồi, cũng khá là thâm niên đấy anh nhỉ. Năm 2007, năm mình học đại học năm thứ nhất, bắt đầu theo con đường DJ. Thời đấy thì chỉ có anh em các thứ tìm hiểu trên mạng thôi. Đầu thì quen nhiều anh em, sư phụ anh nhất là anh Sơn Dích Dắc. Hai là anh Bơ Già. Toàn những lão làng trong nghề luôn. Mình bắt đầu làm DJ từ 2011-2012. Còn 10 năm trước. Mình mới làm trong nghề được 2 năm rồi. Em đam mê từ hồi bắt đầu lớp 8. Lớp 8 à? Vâng, đầu lớp 11 biết đến chồng em ạ. Chồng em à? Vâng ạ, mình biết ngay là đây là bắt đầu nửa còn lại cuộc đời của mình. Thế bắt đầu nhắn tin xin nhạc để trở vào làm quen. Đây là một công đôi việc luôn đấy đúng không? Vâng. Chắc là cũng liên quan tới ông xã. Liên quan đến ông xã luôn. Thì là đang đánh nhạc thì anh xã lên bỏ hẳn cái iPhone luôn. Nên là kỷ niệm hơi đáng yêu. Thì trước đến giờ thì mình nhớ nhất kỷ niệm là đang làm thì có một cô bé rất là xinh. Mình đứng nhìn mãi nhưng mà kiểu cũng ngại ấy. Đã nghiện rồi còn ngại. Thì không dám làm quen hay gì đấy, xong mình đang đánh nhạc một lúc sau tự nhiên đấy cô bé bo. Bo à? Ừ. Đó. Xong thì xuống uống rượu với bạn ấy thôi. Vợ mình xin nhạc mình. Chưa quen nhau, lúc ấy là thấy mình đăng nhạc lên rồi vợ mình nhắn tin cho mình. Rồi lúc đấy là quen nhau. Đó là lúc mà hai vợ chồng chơi nhạc. Cùng đánh nhạc với nhau ấy. Cùng một sân khấu với nhau. Thế là em bấm nhầm một nút. Thế là chồng em sửa ngay lại lúc đấy ạ. Thế là chả ai biết đến cái lỗi đấy. Đấy là người ta thì con dạy cái em mang lên làm vợ là chồng bảo luôn. Đúng không? Chồng sửa cho vợ. Ok. Quay tay ra thì tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Tức là mình muốn bật bài gì mình nghe theo cái gu nhạc của mình. Đúng rồi. Mà không phải chiều ai cả. Đúng rồi. Về tâm lý của anh thì ở trên, ví dụ như trên Starbar rất là đông khán giả. Nhiều khi thì khách hay order nhạc, mình phải đánh những cái bài nhạc mình gọi là chiều khách ấy. Còn chơi như ở đây, mình có thể chơi những gì mình thích, những gì mình cảm thấy là hay nhất, mình đem cho khán giả. Quẩy tại gia, mình thấy nó thoải mái hơn. Không gian trong tại gia là của nhà mình, gần gũi, ấm cúng. Quẩy tại gia thì mình nhà của mình ấy, thì mình tự nhiên hơn, kiểu mình thoải mái hơn đấy. Cái điều anh thấy hay nhất ở DJAM là giúp cho tất cả mọi người ở Việt Nam, cho mọi người biết về dòng nhạc mình yêu thích, cống hiến các bản nhạc như non-stop các thứ lên DJAM, cho mọi người biết đến mình. DJAM hội tụ DJ chất lượng của Việt Nam, chuyên đăng những set nhạc chất lượng. DJAM là có những DJ rất là chất lượng. Vì họ toàn là producer luôn đấy. Vâng, vâng. Những người còn tiếng luôn đấy. Ứng dụng khác ấy thì không có những cái bài nhạc như là DJAM đấy. Vâng. Mà nhạc độc đấy ạ. Nhạc độc, nhạc đặt mà phải lên bar mới nghe được, nhưng mà DJAM lại có cái đấy.